Chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với livestream của Thẩm mỹ Ohio tại địa chỉ 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì Thẩm mỹ Ohio rất vui khi được chào đón một vị khách hàng nhí đến với chúng ta từ Hà Nội. Và lúc này thì bác sĩ Trịnh Trung Thực sẽ là người trực tiếp điều trị cho bé Thùy. Vâng ạ, và trước khi đến với buổi điều trị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ một chút ạ. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. Dạ. Trước khi mà đến với cái buổi thực hiện ngày hôm nay, buổi đầu tiên của bé Thùy, thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng vết chàm đen của bạn Thùy được không ạ? Thì cái này chàm đen của bạn Thùy thì 7 tuổi, đây là một cái chàm mắc phải nhá. Thì do rối loạn cái tổng hợp sắc tố nên là hình thành. Vị trí thì khá là đặc biệt vì là nó không to, nhưng mà tuy nhiên là trên cái vị trí ở vùng sống mũi và cạnh khóe mắt bên trái, nên là trong quá trình bắn thì mình phải rất là cẩn thận và cũng có cái dụng cụ để bảo vệ mắt nhé. Vâng ạ. Và quá trình bắn thì nó sẽ hơi châm châm một chút cho bé thôi. Tuy nhiên nó một bé 7 tuổi này là mình cũng không có chịu nhiều, có thể chịu được nhé. Đỡ rồi đúng không con gái? Dạ vâng ạ, thì chắc chắn rồi, với một cái vết chàm bết ngược bớt cũng khá là đậm màu trên gương mặt như thế này thì cũng không thể tránh khỏi cái sự tự ti của các bé khi mà giao tiếp hoặc là gặp các bạn đúng không ạ? Vâng ạ, quý vị khách hàng thân mến, ngày hôm nay thì Thẩm mỹ Ohio sử dụng công nghệ laser Piconil 450 để điều trị chàm bớt đen cho bé Thùy. Và lúc này thì bác sĩ đang tiếp tục với những cái bước laser. Và như quý vị cũng có thể thấy rằng khi mà laser tác động đến đâu thì chúng ta đã có thể nhìn thấy cái sự chuyển biến trên cái vết chàm bớt của bé Thùy rồi. Vâng ạ, thưa bác sĩ ạ. Vâng, thì chúng ta có thể thấy là khi mà tác động laser vào vị trí cái bề mặt của chàm bớt, nó sẽ hơi ngã sang một màu trắng một chút nhé. Đấy là cái tác động của laser lên trên cái bề mặt của chàm bớt nhé. Tuy nhiên là trên những cái khách hàng nhỏ tuổi này thì mình cũng cần lưu ý là phải đi một cái mức năng lượng khá là phù hợp, không được mạnh quá. Bác sĩ đánh giá thế nào về cái độ đáp ứng laser của bạn Thùy ở buổi đầu tiên này ạ? Thì sau cái buổi đầu tiên này thì mình thấy là năng đáp ứng laser khá là tốt. Quý vị khách hàng thân mến, với cái vết chàm bớt như thế này mà ở lại ở cái khu vực trên sống mũi và lại nghiêng về bên má bên trái nhiều hơn, đây là một cái vùng da rất là nhạy cảm, nên là các bác sĩ sẽ phải điều chỉnh một cái mức năng lượng phù hợp để có thể tiến hành điều trị cho bé Thùy. Thì chúng ta sẽ trò chuyện với bé Thùy một chút nhé. Thùy ơi, lúc này thì con cảm thấy như thế nào? Trong cái quá trình mà bác sĩ điều trị cho con thì con cảm thấy như thế nào? Vâng ạ, một bé rất là nhỏ tuổi, 7 tuổi như thế này mà bé Thùy nói là con cảm thấy rất là bình thường thôi. Vâng ạ, quý vị khách hàng thân mến, vậy thì tất cả quý vị khách hàng nào mà chúng ta đang có những vết chàm bớt trên gương mặt và mong muốn được xóa nó đi thì quý vị chúng ta hãy nhanh chóng liên hệ với Thẩm mỹ Ohio. Chúng tôi có hai cơ sở, cơ sở 1 địa chỉ 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, số hotline 0978888221. Cơ sở 2, 138A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số hotline 0828615615. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các livestream tiếp theo.